Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, trang 178, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong. Ta sẽ cùng trả lời câu hỏi trên như sau: các loài động vật có thụ tinh trong chủ yếu là các động vật trên cạn như con người, chó, chuột, thỏ, vân vân. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 178, sách giáo khoa sinh học lớp 11.